Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với thể loại Đa Mỹ. Và đây là Audio Voice. Chúng ta cùng đến với Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng. Đây là tác phẩm của tác giả Thủy Như Thiên Nhi. Và anh Khoa chọn bản đọc của bạn Phong Bụi. Xin được trân trọng giới thiệu chương 20 của truyện. Trình Phượng Đài cùng với Thương Tế Nhụy hả? Vai kề vai, đang đắp cùng tấm chăn, gối cùng chiếc gối, quy quy củ củ nằm ở trên giường. Tính cách của Thương Tế Nhụy ở phương diện đó như thế nào, Phượng Đài vẫn chưa biết. Nhưng nếu là đổi một người khác hả, thu nhuận, an tĩnh ngủ ở bên người như vậy, Trình Phượng Đài đã sớm như sói đói vồ mồi rồi, nhào lên cắn nuốt rồi. Chỉ đối với Thương Tế Nhụy, hắn mới có sự nhẫn nại này. Hư vô, mờ mịt, nói những thứ rất lãng mạn, rất văn nghệ và rất cảm tính kia. Sau đó suy nghĩ lại một chút cũng cảm thấy buồn cười. Đều là người lăn lộn chán chê rồi, trải ra từ đường tửu sắc tài khí. Và chính bản thân còn ngửi được cái mùi thối tha hám lợi trên người mình. Còn ở nơi này, ngây ngô diễn vai vị thành niên thanh khiết cơ đấy. Và nếu như bị Phạm Liên bọn họ nghe được những lời đó của hắn, nhất định sẽ cười đến chảy máu não. Trình Phượng Đài nói, ông chủ Thương, em vẫn luôn hỏi tôi nhìn chúng em điểm nào à? Tôi ấy à, chính là bắt đầu từ câu chịu chết vì sư tỷ mà nhìn em với con mắt khác. Phần chân tình chấp điểm này của ông chủ Thương rất hợp với lòng tôi. Thương Tế Nhị trầm mặc một hồi, nói, những lời này đến bây giờ em vẫn không thu hồi lại. Lại im lặng một hồi lâu, mới nói, chẳng qua là chỉ đối với người ban đầu kia. Trình Phượng Đài cảm thấy rất xót xa, còn có một chút hối tiếc. Người kia nếu là tôi thì tốt biết bao nhiêu, tôi nhất định sẽ bưng em trong tay, ngậm em trong miệng, tuyệt có không khiến em đau lòng một chút nào. Em lẽ ra phải có người yêu thương, không phải là cái sự yêu thương thay áo rót nước, mà là yêu thương từ tận đáy lòng. Thương Tế Nhụy than thở, em cũng cảm thán, tại sao người kia không phải là nhị gia chứ? Trình Phượng Đài nói, chàng đào hát chẳng lẽ phúc mỏng? Thương Tế Nhụy ai oán, nhắm mắt lại, vậy thì cũng là mệnh mà. Nếu tôi gặp được em từ sớm, tôi sẽ ra sức chiếm đoạt em, đối tốt với em, để cho em không còn thời gian tương thân thương ái cùng sư tỷ, chỉ có thể đi theo tôi. Trình Thượng Phượng Đài hít vào một hơi thật sâu. Có điều này cũng khó nói, cũng không nhất định là người tới trước được trước. Chuyện tình cảm, chuyện lòng người, không nói chắc được. Thương Tế Nhụy gật đầu đồng ý, chi kỷ chỉ có một người này thôi, hơn nữa lần đầu vẫn luôn là tốt đẹp nhất mà. Trình Phượng Đài nghe y nói như vậy, liền biết con đường dài này đang đẳng lắm, tiền đồ khó mà biết trước. Trong thế giới tình cảm của Thương Tế Nhụy, tựa hồ không cần phân công những vai diễn như tình nhân, người thân, y cũng chỉ cần một tri kỷ bao la vạn trượng. Chỉ có tri kỷ này là hơn tất cả mọi người, nặng ngàn cân. Trình Phượng Đài tạm thời tranh thủ được vị thế chỗ tri kỷ, chân chính ngồi vào, được hay không thì vẫn còn hơi khó, không khỏi oán hận đến mức nắm quyền đấm xuống giường. Tôi thật là ghen tị với sư tỷ của em, chiếm được một trái tim cô ta không thể hiểu, cuối cùng vẫn còn vứt bỏ. Nhị gia hay là kiếp sau? Kiếp sau em quên cô ta rồi, em không gặp bất cứ ai hết, chỉ chờ một mình anh. Chúng ta sạch sẽ, nguyên vẹn ở bên nhau. Thương Tế Nhụy nói nghiêm túc, dường như là quyết định sau khi đã suy tính rất thận trọng. Trình Phượng Đài cười nói, vậy khi em uống canh mạnh bà mà phải nắm chắc liều lượng, phải vừa vặn quên cô ta lại vừa vặn nhớ tôi. Và nếu như có điều lúc đầu thay lệch thì sao? Có cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm, trở thành người của hai quốc gia, cả đời khó mà gặp mặt nhau rồi. Vậy em liền hát cho nhị gia vở Phạm Trương kê thử, hồn cưỡi âm phong ngàn dặm trở về. Khi Thương Tế Nhụy nói đến câu nói cuối cùng kia thì người kia cũng đã nhập vào vở hí kiếp sau kiếp này. Giọng hát vừa mềm lại vừa rung. Tám chữ kia giống như là hát ra từ trong tim, mang theo hơi nóng ấm áp. Trình Phượng Đài nhưng lại tỉnh khỏi sự tưởng tượng hoang đường này, rũ mí mắt
xuống chớp chớp hai cái, khóe miệng có một nụ cười hơi chút khinh miệt. Thật ra thì, ông chủ Thương, tôi mặc dù tin tưởng thuyết quỷ thần báo ứng, nhưng mà cũng không coi những thuyết như đầu thai kiếp sau là thật. Trình Phượng Đài nghiêng đầu nhìn gò má Thương Tế Nhụy, nhìn chăm chú vào lông mi của y, hết thảy chỉ nhìn vào đời này, chỉ có đời này mới là chuyện có thật. Đời này không làm được thì cũng đừng nói gì nữa. Đời sau hả? Đời sau ai còn nhận ra chứ? Hồn vía với tôi cũng đóng cửa cho em ở bên ngoài. Gọi Trình Phượng Đài một tiếng nhị gia. Hắn đúng là sướng với tiếng gia này thật. Giọng bá đạo, muốn gì được nấy. Hắn nào ngờ được một phen bày tỏ chí khí này ngược lại đắc tội ông chủ Thương. Thương Tế Nhụy mất hứng, ngược lại không bởi gì khác. Y vốn tính trẻ con như vậy đó. Nói thuận theo câu chuyện của y, y liền vui vẻ. Nói nghịch với câu chuyện của y, y liền mất hứng. Thương Tế Nhụy trong lòng nghĩ, Phạm Trương Cây Thử là một vở hí đẹp biết bao. Tôi hát cho anh còn dám không vui, còn dám bác bỏ ý của tôi hả? Lẽ nào lại làm như vậy? Thương Tế Nhụy ở trong chăn chính xác bắt được tay của Trình Phượng Đài đặt ở trên bụng dưới của mình. Trong lòng bàn tay của Trình Phượng Đài ấm áp, trong lòng rung động, nín thở mà đợi, không ngờ là chàng đào hát chủ động. Thương Tế Nhụy nói, nhị gia, ngày hôm qua nói với anh, người chân chính biết hát khí sẽ không cần dùng giọng, mà là dùng khí. Anh sợ bụng em nè, nơi này là khí hải, em hát đôi câu là anh biết liền. Điều do Trình Phượng Đài mới vừa rồi phá vỡ hứng thú lãng mạn của y, y chỉ có thể đổi đề tài mới không phụ một đêm kề chân cùng ngủ này. Y nào biết suy nghĩ hạ lưu của Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài đè gối noãn ngọc dưới tai thật lâu không thể cất lời. Thương Tế Nhụy nói, nhị gia, anh rốt cuộc có muốn nghe hay không vậy? Trình Phượng Đài nuốt nuốt cổ họng nói, muốn em hát đi. Vừa nói vạn niệm đều hóa thành tro bụi, nhắm hai mắt lại. Thương Tế Nhụy để thể hiện sự khác biệt giữa dùng khí và dùng giọng, đặc biệt chọn mấy vở hí lão sinh để hát. Y bình sinh thích nhất là Gia Cát Lượng, há miệng liền hát Thất Nhai Đình, hí lão sinh khí thế tràn trề nhất. Mặc dù trong giọng dùng mọi cách kiềm chế, vẫn cứ vang dội hơn so với các loại hí mục khác. Tiểu Lai vốn đang dựa trên gối, mắt trông trông nghĩ ngợi, nghĩ rằng nếu bây giờ mà nhanh chóng giới thiệu cho Thương Tế Nhụy một hôn sự, có thái thái quản chế rồi, y có lẽ cũng sẽ không bị loài người không ra gì như Trình Phượng Đài dụ dỗ đi vào con đường tà ma, lệch lạc. Nghĩ tới nghĩ lui, than ngắn thở dài, trong tai bỗng nhiên bay vào một câu đôi hí của Thương Tế Nhụy. Ngưng thần nghe, thật đúng là hán gia cát đỡ ấu chủ há có thể không lo. Thương Tế Nhụy thật sự đang giảng hí cho Trình Phượng Đài. Chân mày Tiểu Lai buông lỏng một chút, yên tâm đi vào giấc ngủ. Thương Tế Nhụy vừa cất giọng liền không thắng được, gần như hát hết một lượt các vở hí về Gia Cát Lượng. Trình Phượng Đài trong quá khứ tuy có nghe đến sự tích chói lọi của Gia Cát Lượng nhưng không hiểu lắm. Trải qua đêm này, hắn đã biết rõ mùng một, ngay cả vợ của Gia Cát Lượng cũng là Nguyệt Hoàng Nguyệt Anh cũng biết nữa. Trình Phượng Đài bình luận nói, khó trách Gia Cát Lượng lúc nào cũng hết lòng hết sức với phủ thừa tướng. Cho tôi một người vợ xấu như vậy hả? Tôi cũng chẳng thích về nhà. Thương Tế Nhụy bởi vì sùng bái Gia Cát Lượng lập tức phản bác, không phải người nào cũng giống anh vậy đâu nha, thừa tướng sẽ không. Bỗng nhiên lại cười nói, chắc hẳn là mợ hai rất xấu rồi, khó trách anh không về nhà. Trình Phượng Đài hiếm lạ nhìn y một cái. Thương Tế Nhụy bây giờ nghe lại biết chế giễu hắn, hay lắm hay lắm. Một đêm mà cụ ngủ cùng, mặc dù không thể làm được chuyện tốt, nhưng mà trong tình cảm quả nhiên là có tiến triển tốt. Cố ý chọc y, vợ tôi em biết à, quan ngoại đệ nhất mỹ nhân, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy tôi tựa như một bức tượng ngọc Quan Âm trong tuyết, chân tôi cũng như nhũn ra, cùng những tiểu thư mũi nhỏ mắt ti hí ở Thượng Hải đều kém xa vợ tôi. Thương Tế Nhụy bật thốt lên, thật xinh đẹp như vậy sao, so với em thì sao? Trình Phượng Đài cao mặt nhìn y một cái, em một người con trai lại đi so sánh với phụ nữ làm cái gì? Thương Tế Nhụy thì rất so sắc
đẹp với phụ nữ, so sắc đẹp với phụ nữ rồi hả, trở về còn phải so với anh Tuấn đàn ông nữa. Lúc đi ở trên sân khấu, giả trang phụ nữ chính là một người phụ nữ chính gốc, lúc giả trang đàn ông chính là một người đàn ông chính gốc, dẫn đến việc sau khi xuống sân khấu rồi cũng không quan tâm mình là phụ nữ hay là đàn ông, giống như cho tới bây giờ đều không có khái niệm này, dường như là tùy thời để có thể tự do biến ảo suy nghĩ và hành vi của y, từ trước tới giờ cũng không bị trói buộc ở sự khác biệt nam nữ. Bỗng nhiên nghe Trịnh Phượng Đài nói như vậy, trên mặt thoáng qua một biểu cảm khinh thường. Anh lúc nào cũng qua đêm ở bên ngoài, mợ hai có ghen không? Chắc là có. Hồi trước tôi định cưới một cô vợ bé, mợ hai cũng rất ghen, cuối cùng tôi chỉ đành từ bỏ. Thường Tế Nhụy lập tức liền hưng phấn, nằm sấp ở trên giường, ánh mắt lóe sáng nhìn hắn chầm chầm. Mau kể cho em nghe đi. Trịnh Phượng Đài lật người qua ngáp một cái. Kể cái gì? Buồn ngủ chết đi được. Ngày mai kể cho em. Ngày mai nhất định kể hả? Nhất định kể. Trịnh Phượng Đài nói, làm sao bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện của tôi như vậy? Trước kia đánh mặt trượt nhiều cuộc như vậy, em cũng chưa từng hỏi tôi một câu về lời ông tiếng ve mà. Thường Tế Nhụy nghiêm túc nói, bởi vì anh bây giờ cùng anh trước kia đối với em mà là nói không giống nhau. Trịnh Phượng Đài nghe những lời này rất vui vẻ, nhéo mũi Thương Tế Nhụy một cái. Thương Tế Nhụy thật đúng là một đứa con nít mà, chọc một cái liền vui vẻ, nhéo y, hai cái y liền cười. Nhị gia, vậy anh qua đêm ở chỗ của em, mợ hai có ghen với em không? Trịnh Phượng Đài suy nghĩ một hồi nói, không đâu, tôi và em là tri kỷ, không phải là quan hệ với những người đàn bà bên ngoài kia. Trịnh Phượng Đài, trước mặc dù đối với việc tối nay từng tồn tại loại suy nghĩ đó, bây giờ nằm lâu ở bên người Thương Tế Nhụy, suy nghĩ bậy bạ đã bay sạch, có thể vô cùng thản nhiên nói ra hai chữ tri kỷ. Thật ra thì bản thân Trịnh Phượng Đài cũng không được nói có suy nghĩ gì đối với Thương Tế Nhụy, cũng không phải thế nào, cũng không phải đè lên giường da thịt tương thân mới tính, chính là muốn đoạt lấy toàn bộ y, ngoài thân thể ra, chiếm làm của riêng một cách càng triệt để hơn. Nói là tri kỷ thôi, quả thật rất đúng. Thường Tế Nhụy suy nghĩ nói, anh cùng đàn bà bên ngoài có loại quan hệ đó, em nên hát cho mợ hai vở Kim Ngọc Nô Vác, Vác Gậy Đánh Bạc Tình Lang. Trịnh Phượng Đài thật sự có chút buồn ngủ, kéo góc chăn dịch lại lên cổ, rồi lại bêu xấu tôi à, tôi cung phụng mợ hai như Bồ Tát sống nhé, còn bạc tình. Thường Tế Nhụy không có quan tâm đến hắn, vẫn y y nha nha hát lên. Trịnh Phượng Đài nghe mãi liền ngủ mất. Tiểu Lai ngủ chập chờn, đang ngủ lại bị giọng của Thương Tế Nhụy làm giật mình, dụi mắt nhìn cửa sổ giấy còn tối om và trong lòng bật cười. Trịnh Phượng Đài một đêm này đúng là công cốc rồi. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 20 của truyện đọc Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng. Đến đây, cho phép anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau.